Hôm nay cảm giác mình sẽ gặp may. Ôi, dây giày tụt rồi. Lần thứ ba rồi đấy nha. Biết thế hồi đó mình mua giày có miếng dán. Thôi kệ, chuyện nhỏ mà. Hả? Mình vẫn còn sống sao? Yêu, quần áo của mình. Gớm chết đi được. He he, chào bốn mắt. Thích loa Bluetooth mới của tôi không? Thay đồ đi, đồ thất bại. Alex mọc sách rất thích học hành. Giá như tình yêu mê thể thao đó không có ở đấy, Alex lúc nào cũng gặp rắc rối vì ông hoàng trường học Trump này. Ê, mọt sách, đang nói chuyện với cậu đấy, nhóc thông minh. Nhiệm vụ hôm nay của cậu này, đi làm bài kiểm tra toán cho tôi. Chuyện là mình chưa ôn bài kỹ nên không làm được đâu. Hay là cậu hỏi Mike đi, cậu ấy là thiên tài. Cậu đang nói về thằng nhóc này hả? Cậu ta không muốn giúp tôi. Ý cậu sao đây? Để tôi nói cho cậu biết nhé. Nếu cậu nghĩ mình là kẻ mạnh nhất ở đây hả? Nếu cậu động vào tôi thêm lần nào nữa, tôi sẽ gặp cậu lại giống như gặp cuốn vở này vậy. Tự làm bài kiểm tra đi, hiểu chưa? Lần tới đừng có dạy mà kiếm chuyện với Alex này. Bước vào tủ khóa và nghiền ngẫm lại lời tôi nói đi. Alex, tối nay đi xem phim với mình nha. Ê, mọt sách, bị điếc hả? Nghe cho rõ đây. Nếu không giúp tôi làm bài kiểm tra toán, tôi sẽ ném cậu vào thùng rác chơi với anh bạn kia đấy. Em có sao không? Ra khỏi tủ khóa đi. Có chuyện gì vậy hả nhóc? Tình yêu cơ bắp đó muốn cháu thay hắn làm bài kiểm tra. Nếu không sẽ tống cháu vào thùng rác giống như bạn Mai đáng thương kia vậy. Ủa khoan, trong thùng rác có người hả? Dạ đúng rồi, cháu cũng không biết sao cậu ấy chui vừa vào trong đó nữa. Này nhóc, cháu có sao không? Trong này vừa ấm áp lại vừa an toàn. Cháu sẽ đọc sách ở đây. Được thôi, nếu cháu muốn, tụi chú không can thiệp đâu. Thằng nhóc này lạ ghê. Cậu ấy ít nói lắm chú. Hay là chú dạy cho cháu karate để bảo vệ bản thân khỏi tên nêu đó. Dạ, cháu cảm ơn, quá tuyệt luôn. Chúng ta cần nói chuyện riêng tư. Gặp chú vào lúc 10 giờ sáng ở kho trữ đồ nhé. Chú Hòa Đình nói nhầm hả ta? Bây giờ là 10 giờ sáng rồi mà. Thời khắc đã đến. Đi thôi, học trò của ta. Ai nấy đều nghĩ đây chỉ là phòng chứa đồ thông thường, nhưng thực chất nó là thang máy bí mật dẫn đến võ đường dưới lòng đất của ta. Chỉ có những người được chọn mới biết đường đi thôi. Ta sẽ tiết lộ bí mật này với con. Bạn sẽ chẳng bao giờ biết được chú lao công của trường sẽ đem đến thứ gì đâu. Alex vẫn chưa thể tin được. Chú Warren nhìn thế mà lại là một võ sư chân chính. Chuẩn bị đi, ta sẽ dạy cho con mọi thứ. Con sẽ bước ra khỏi cánh cửa đó và là một người hoàn toàn khác. Hi-ya! Wow, ngầu bá cháy luôn. Cửa mở tự động đấy. Ta chỉ muốn gây ấn tượng với con thôi. Mong là không ai nhìn thấy chúng ta. Đi mất bao lâu vậy thầy ơi? Kiên nhẫn nào, học trò của ta. Dạ. Nếu Alex xem nhiều phim điệp viên hơn thì sẽ biết thằng máy bí mật tốn rất nhiều thời gian để di chuyển xuống dưới đây. Thầy ơi, mình đến nơi chưa ạ? Đến rồi, bắt đầu huấn luyện thôi. Cuối cùng thì cũng đến. Wow! Chào mừng đến với đền thờ võ thuật khiêm tốn của ta. Thầy sống ở đây hả? Ta sống, luyện tập và ngồi thiền tại nơi này. Ta là người canh giữ kiến thức cổ xưa, vì thế phải biết cách sống ẩn dật. Trước đây ta cũng giống như con vậy. Ở trường mọi người đều cười nhạo hàm răng niềng của ta và gọi ta là mọt sách. Ồ, kia là gì vậy ạ? Lúc trước bạn cùng lớp từng cột ta vào cây bằng cách dùng chính hàm răng niềng này. May là con không gặp vấn đề về răng miệng. Thầy ơi, mình sẽ luyện tập với cô Nhị Khúc hả thầy? Mọi thứ đều cần có thời gian. Bắt đầu với món này đi. Tập nào. Con nên làm gì đây ạ? Con nghĩ sao? Làm ướt và lau sàn nhà đi. Con đâu thể luyện tập ở một võ đường bẩn như vậy. Bị sót chỗ kia rồi kìa. Tiếp tục đi, ta đang theo dõi đấy. Dạ thầy. Con sẽ không làm thầy thất vọng đâu. Thầy đang lợi dụng mình hả ta? Ta nghe được đấy nha. Vậy con nghĩ bản thân mình đã sẵn sàng rồi sao? Để xem nào. Làm theo lời thầy. Dạ. Khởi đầu nhẹ nhàng thôi. Ta sẽ kiểm tra sự nhanh nhẹn của con. Dạ, con làm được. Con nhanh mà. Úi da. Tệ thật. Con đang rung lên như một chú sóc sợ hãi vậy. Động tác uyển chuyển như nước chảy. Hiểu chưa? Vào thế tấn công đi. Sẵn sàng. Né đi. Áo. Úi. Á. Ủa. Con bắt kịp được thầy rồi nè. Triển thôi. Con làm khá tốt đấy. Giỏi lắm. Charlotte, mang xô lại đây. Dạ con làm ngay thưa thầy.
Được rồi, con đi đi. Chết rồi, 999, 1000. Cố lên Alex, tiếp tục đi. Sao nóng vậy ta? Charles, ta cần quạt. Dạ con đây thầy ơi, con quạt cho thầy nè. Hú hồn, suýt chút nữa là ta thành đồ chiên luôn rồi. Sao lại dừng? Đi lấy xô đi. Con làm sai rồi, phải cảm nhận chiếc xô, dùng cả cơ thể của con, gồng hết các cơ lên, hiểu chưa? Dạ thầy, con sẽ cố gắng. 1, 2, hình như con hiểu rồi. Yeah, con làm được rồi, đặt tay nào. Ý của ta là con đã đi được một đoạn đường dài, học trò của ta. Ố, chuông reo rồi kìa, con xứng đáng được dùng côn nhị khúc này. Thật hả? Hoan hô, con cảm ơn thầy. Chúc con may mắn nhé, Alex. Giờ mình sẽ cho tên đô con Neil kia biết không nên đùa cợt với mọt sách. Ha, ha. Úi, yếu, mình trễ học rồi. Mình nghĩ mình biết đáp án rồi, hên là mình đã ôn bài kỹ. Ê, mọt sách. Úi giá, làm gì vậy? Này, có nghe không hả? Bắt lấy. Lại nữa hả? Thế cậu cần đáp án hay sao? Ghi bàn từ ngoài đường 3 điểm. Cậu không hỏi đàng hoàng được hả? Tôi thích ném đồ vào người cậu đấy. Được rồi, mình sẽ làm tệ đến mức cậu sẽ bị trường đuổi học vì là học sinh học tệ nhất lịch sử. Của cậu đây. Làm tốt lắm mọt sách. Thấy chưa, trong lớp mình chẳng cần làm gì cả. Cái quái gì vậy hả, thiên tài? Tôi bị điểm ép cho bài kiểm tra đấy. Mình không biết tại sao lại như vậy. Ngay cả tôi nhìn vào cũng biết chẳng có đáp án nào đúng cả. Cậu chơi tôi hả? Neil, mình không cố ý làm vậy đâu. Cậu tiêu rồi, mọt sách. Alex, bắt lấy. Ôi da, đau. Thầy là người hùng của em. Cậu tàn đời rồi. Cầu nguyện cho thần mọt sách đi. Nào, đến gần đây. Đừng ngại. Để xem ai sẽ thắng nào. Ha, ha. Thầy ơi, ném cho em cây lau nhà đi. Ồ, ý hay đấy. Đến lúc cậu trả nghiệp rồi, anh bạn cờ bắp. Ai sẽ là người chiến thắng đây? Neil rõ ràng không ngờ một cậu bạn mọt sách lại dũng cảm như vậy. Nhưng mà cậu ta cũng chẳng dễ xơi đâu à nha. Ha, thế cậu tính làm gì với cây lau sàn này hả? Alex, cái xô. Con làm được mà. Trúng rồi. Thấy sao hả? Hercules, cậu đang định nhấn chìm tay tôi sao? Nghĩ đi Alex, nghĩ đi nào. Chính xác, sẽ có tác dụng thôi. Tiếp chiêu. Ha, cậu chắc chắn sẽ không tham gia chương trình khiêu vũ cùng sao được rồi. À, cứu, mẹ ơi. Cậu không biết sàn nhà ướt nguy hiểm như thế nào sao? Lần sau nhớ cẩn thận nha. Cậu không còn là ông hoàng của trường nữa rồi, Neil. Chào Alice, cậu vừa nói gì hả? Chào cậu Alex, cậu muốn đi ăn với mình không? Dĩ nhiên là muốn rồi. Gì vậy trời? Làm tốt lắm Alex, không uổng công ta dạy con. Cẩn thận đấy chàng trai trẻ, ta đang làm việc đấy. Hả? À, đừng nói sàn nhà lại ướt nữa nha trời. Thằng nhóc đó lạ ghê. Đúng là một ngày mệt mỏi, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Để xem tivi có gì nào. Hay ha, sữa tắm đỉnh thật. Hay là mình cũng mua một chai đi. Cơ mà chắc là giá trên trời rồi. Alex, chúc mừng con đã giành chiến thắng. Đập tay nào, ngầu lắm đó. Trên tivi chẳng có gì ngoài quảng cáo hết thầy ơi. Con nói gì vậy hả? Ta biết thầy trò mình có thể xem cái gì rồi. Có kênh này hay lắm, tên là Trump, con đã nghe qua chưa? Dạ nghe quen quen đó thầy. Game thủ nghèo thì ngược lại, không có sự lựa chọn. Đừng nói là mình như người vô gia cư nha. Không còn bộ nào khác hả trời. Được rồi, cứ mặc vậy đi. Mình không thể thua được. Mình đứng đầu server này mà. Bạn ấy gian lận chắc luôn. Lần này gặp đối thủ yếu ghê ha. Mình là vua của trò này rồi. Mình sẽ không chịu đựng nữa. Mình mà bắt được bạn thì một tuần sau bạn mới hồi phục được nha. Qua đây. À, chuyện gì vậy? Đồ đánh lén, mình muốn đánh lại. Ôi không, đằng kia có gì kìa. Hả, gì? Nè, trả bàn phím đây. Đã xuống hạng vì cậu bạn này rồi, mà giờ muốn chơi cũng không được luôn. Ô, một trận đấu khó khăn. Thấy đói luôn chứ. Tệ quá, anh chàng hết kẹo rồi.
Bạn ơi, mình hết đồ ăn rồi, mang cái gì đó đến cho mình được không? Được, không thành vấn đề. Chào, Hằng đến rồi nè. Lấy nhanh ra đi, coi chừng nguội. Áo, nóng thiệt. Máy tính của Alex quá nóng. Bạn thậm chí còn không cần đến chảo và bếp luôn. Của bạn nè. Ồ, màn hình của bạn xịn ghê. Tất nhiên rồi, mình mới mua mà. Thôi, bye bye nha. Khi bạn chơi cả ngày thì bạn nhớ phải lau chùi. Những lúc thế này, Ethan cứ gọi dịch vụ vệ sinh thôi. Các bạn hãy lau dọn chỗ này nha. Đừng lo, tụi mình chuyên nghiệp lắm. Để mình lo cho. Trong căn hộ sang trọng, bạn cần phải cẩn thận để không làm vỡ hay làm hư đồ. Nhưng các cô gái này rõ ràng không thích công việc kéo dài buồn tẻ. Sao không tẩy được hết vết bẩn nhỉ? Mình biết cách dọn hết đống này vừa nhanh vừa hiệu quả nè. Nè, cẩn thận chứ, bạn đang làm gì vậy? Mình nghĩ là mình làm tốt rồi, khỏi phải lo về tiền công ha. Nè, còn máy tính của mình thì sao? Và mọi thứ nữa. Đây là ăn cướp chứ có phải dọn dẹp đâu. Game thủ nghèo Alex cũng đã rất lâu rồi không lau dọn chỗ chơi game. Lớp bụi còn dày hơn cả bụi trong căn nhà bỏ hoang nữa. Nhiều quá rồi, không được rồi. Alex với ngân sách khiêm tốn không nghĩ đến dịch vụ vệ sinh, nên anh chàng phải tự tay lau dọn. Kinh khủng thiệt. Bao lâu rồi mình không dọn dẹp trong này nhỉ? Như cái ổ chuột vậy. Tiếng gì vậy ta? Đâu phải tiếng quạt tản nhiệt đâu. À, cứu giới. Chạy một vòng nữa là tới đích rồi. Những người bạn cũ thân thương quyết định chơi game cùng nhau. Sao mình không chơi được vậy? Này Alex, sao căng thẳng thế? Bộ điều khiển bị trục trặc. Tất nhiên là không chơi được rồi, nó là miếng bìa cứng mà. Này, không công bằng, bạn chỉ thắng mình vì mình không có gì để chơi thôi. Đừng có cay cú như vậy chứ. Và dù sao thì đối với mình bằng bộ điều khiển xịn như vậy, bạn không xấu hổ hả? Này, tránh ra, cho mình qua nào. Sắp lấy được rồi. Có vẻ như Alex thèm ăn bánh ngọt Pháp. Hoặc là anh chàng này đang có một ý tưởng điên rồ. Giờ thì để coi vòng tiếp theo ai thắng nha. Alex quyết định dùng bánh sừng bò làm đồ chơi game hả? Chỉ cần cắm dây điện vào và hô biến. Ethan, xem điều khiển game Pháp độc quyền của mình nè. Đúng là xúc phạm đồ ăn mà. Nó bị gì vậy ta? Sao cũng không chơi được vậy? Nhưng tiếc là bạn chỉ có thể chơi game bằng cái bánh này mà thôi. Alex, bạn đang làm gì vậy? Oops, mình hơi quá tay. Trông bạn như người cuồng làm bánh vậy. Bạn muốn ăn không? Yeah, muốn. Ồ, ngon ghê. Cuối cùng cũng có. Hệ thống này chính là một kỳ công trong công nghệ. Nó là thứ đẹp nhất mình từng được thấy luôn. Một game thủ cuồng nhiệt như Ethan chỉ nên có những thiết bị tốt nhất và tất nhiên là đắt nhất. Giờ đến lúc kết nối rồi. Được thôi, cắm dây vào đây và cắm vào đây. Quan trọng nhất là không bỏ sót cái gì. Và bước cuối cùng, xem hoạt động thế nào nào. Rất là mạnh luôn. Quạt mạnh đến mức thổi bay mọi thứ trên đường của nó. Chú quái vật này tất nhiên là tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Wow, đến đèn cũng tắt luôn. Tuyệt vời, mình yêu rồi. Dù sao thì chơi một mình cũng chán. Alo, Alex hả? Chơi game đua xe trực tuyến mới với mình không? Chơi chứ sao không? Để mình mở máy tính lên. Có điều với máy tính đời cũ, không may là đôi khi bạn phải ngồi nhìn màn hình tải lên trong thời gian rất dài. Ngồi chờ chán ghê. Chưa xong nữa hả? Nào, tải lên đi. Được mà, làm việc đi, nhanh lên nào. Tiếc là không thể nào can thiệp được quá trình này. Sắp rồi, một chút nữa thôi. Được rồi, cuối cùng cũng xong. Chào, mình vào game rồi. Đang đợi đó. Cháu gái, sẵn sàng đi. Chúng ta phải đua với bạn cũ của ông vài trận. Chiên nào. Ông ơi, ông thì biết gì chứ. Vậy mình chơi đường giữa. Kỳ lạ, mấy chiếc nút bấm trên bàn phím rơi ra hết rồi. Khoan, mình gặp vấn đề rồi. Sao lại thua được? Ups, cơn thịnh nộ của game thủ hay làm hại công nghệ lắm. Yeah, bàn phím này đúng là rắc rối. Đến lúc chuyển sang nền tảng mới rồi. Alo, có phải cửa hàng điện tử đó không?
cho mình mấy chơi game tốt nhất đi. Mình không cần tới thứ này nữa. Ethan không có lý do gì phải buồn về chiếc bàn phím hư, bởi vì cậu ấy có thể mua hẳn tá cái mới. Nhưng cậu không cần nó nữa, vì cậu thà mua luôn một mẫu máy chơi game mới nhất. Tuyết, của bạn đây. Đẹp thiệt. Này, thấy máy chơi game mới của mình sao hả? Thấy giá chưa nè? Trên thế giới chỉ sản xuất 4 chiếc thôi đó. Mình sẽ chơi nó cả đêm. Mình mua được mẫu máy chơi game mới với giá rẻ, hên ghê. Nó đây, giây phút chờ đợi đã lâu. Khoan, cái gì vậy? Mình không hiểu. Mình bị lừa hả? Đời thứ hai và thứ ba. Mình mua hai chiếc máy cũ làm gì đây? Mình đã chi hết tiền vào cái gì thế này? Mình hơi mệt. Giấc ngủ thật thoải mái. Wow, lấy đâu ra máy tính đắt tiền như vậy? Màn hình xịn thiệt. Này, sao mình lại vào đây? Mình không ra được. À! Chào các bạn, lại là mình đây, Gordon Ethan. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Nhờ các bạn mà hôm nay mình đã có 2 triệu lượt đăng ký. Mình sắp thành cao thủ của trò này rồi. Ô, xin lỗi, hình như mình mất giọng rồi. Một chiếc micro chuyên nghiệp sẽ giải quyết được vấn đề này. Tới đâu rồi nhỉ? Oh yeah, game nào mình cũng là số 1 hết. Oh, mình bị phân tâm. Sao không có tín hiệu vậy ta? Alex nghèo phải tự tay làm, không chỉ hệ thống, mà tất cả mọi thứ nói chung. Kể cả điện thoại luôn. Vâng, Alex đây. Bạn nói gì cơ? Không, mình không có nhu cầu mua máy hút bụi giảm giá. Tạm biệt nha. Thiếu tiền không ngăn Alex tận hưởng các trò chơi. Cậu ấy thậm chí còn phát sóng trực tiếp nữa. Mình sắp có tín hiệu rồi. Tuyết, bắt đầu thôi. Xin chào, các bạn nghe mình chứ? Sao mình lại vào chung trận với streamer giàu có này nữa? Thua mãi chán lắm rồi. Chúng ta đang chuẩn bị cho một hệ chiến dịch đặc biệt rất quan trọng. Này, kết nối bị làm sao vậy? Có vẻ như đang bị một tín hiệu công suất cao nào đó làm nhiễu rồi. Chắc chắn là đặc vụ của kẻ thù. Kiểm tra xem nào, ai thế này? Đừng quên đăng ký kênh của mình nha. Không tắt được. Thôi nào, cùng xem chút đi. Chủ nhân căn phòng này may mắn ghê. Ước gì mình được sống ở đây. Chất lượng âm thanh tuyệt thật. Gì đây? Wow, mèo đây gian lận. Để mình chơi theo thử. Ôi không, là còi báo động. Gian lận không công bằng. Cảnh sát có thể bắt bạn luôn đó. Nhưng nếu có mèo chống lại thì không. Ở yên đó, mọi chuyện đã rõ ràng rồi. Phiêu, suýt nữa thì báo động giả. Giờ thì mình có thể chơi game yên bình và thấy quyền lực rồi. Một tờ mẹo khác. Để kiếm tiền hả? Sẽ không phải quyên góp nữa. Không thể tin được. Là tiền thật luôn nè. Mình giàu rồi. Cậu làm gì mà lâu vậy? Mở nó ra nhanh đi. Mình không thể phá khóa được. Thử bộ kết hợp đặc biệt đi. Chúng mình sáng tạo ra nó cho trường hợp này mà. Cũng không được luôn. Cảnh sát kìa, chạy mau. Để mình giới thiệu cho các bạn một bộ đôi tội phạm gấu mèo khó hiểu. Những tên đó lúc nào cũng chạy rất nhanh và yên lặng. Nhưng lần này họ bị theo dõi bởi cảnh sát giỏi nhất của thành phố Trung, Alan Rogers. Anh không thoát khỏi tôi được đâu. Tôi biết đường tắt. Nhanh lên, Alex, vào thang máy đi. Cậu là rùa sắt hả? Không có thời gian đâu. Đây rồi. Ôi không, cho cậu hết đó, Ethan. Giờ thì phải ngồi tù rồi. Tôi nên chọn ai trong số mấy người này đây? Không phải anh, cũng không phải anh. Không luôn. Anh, người mặc sơ mi caro. Tôi hả? Đúng, anh đã bị bắt. Ôi không, tại sao lại là tôi chứ? Nhanh lên, dốc, cởi khăn che mặt ra. À, được rồi. Đừng để tôi nổi điên lên đó, Scott. Đây là phong cách riêng của tôi. Được rồi, để tôi cởi. Cái này gọi là khăn Banada. Đánh giá đồ của Ethan, anh chàng mới bắt đầu vào nghề. Wow, anh Alex Stone từ lâu đã rất nổi tiếng trong cộng đồng ăn trộm. Qua nhiều năm sự nghiệp của mình, anh chàng đã kiếm được khối tài sản đáng kể.
Được rồi, chương trình kết thúc. Ethan, đi đi, để tôi nói chuyện với anh Stone. Chào, Rogers. Đồ của tôi xong chưa? Xong rồi, đã vào tới sáng nay. Người giàu có như Alex có đặc quyền ngay cả khi ở trong tù. Bộ trộm hôi mặc bộ này hả? Trong khi Ethan nghèo khó đang đi tới nhà tù nghèo nhất thị trấn. Đứng yên. Cô gái, không được. Anh chàng mặc sơ mi xanh cũng không luôn, anh cũng không đúng. Người kế tiếp. Anh, được đó. Tôi chọn anh làm quản giáo của tôi. Cầm lấy, tôi là người thích hợp nhất. Chán quá. À, mình biết làm gì rồi. Tới lúc quay vlog mới. Chào các bạn. Chào mừng tới với nhà tù cho người giàu. Coi bức tượng bằng vàng của mình nè. Đây là bản sao mini, ngầu lắm phải không? Các bạn có thích đồ bằng vàng này không? Càng nhiều vàng càng tốt. Ồ, ở đây nóng thiệt. Mình phải làm gì lúc này đây? Để mình gọi trợ lý đến quạt cho mình. Chào người hâm mộ của tôi đi. Này, đừng có dừng lại chứ. Đúng, phòng giam của Ethan để lại nhiều điều mong đợi. Tới giờ cơm chưa? Mình quên, mình không có đồng hồ. Ồ, chán quá. Có ý này. Để coi, ở đây mình có gì nè. Đúng, cái này được. Chào các người hâm mộ. Dù các bạn là ai. Chà, để mình sắp xếp quay clip trong phòng cho các bạn xem nha. Đây là đĩa đựng dán. Ngoài ra còn có sách. Ồ, bắt được rồi. Còn đây là cửa. Khóa bị hư. Nhưng các bạn vẫn không thể ra ngoài vì có người canh gác. Giờ thì mình sẽ cho các bạn thấy điều đặc biệt. Xương gà. Họ chỉ cho mình một lần một năm. Đó là phòng giam. Không có nhiều thứ giải trí. Nhưng mình cũng không phàn nàn. Như mình có cái ống này. Các bạn biết, theo luật của phòng giam dành cho người nghèo, Ethan không được phép sử dụng điện thoại dù anh chàng có nó. Nhưng không ai nói tới camera an ninh. Anh ta đang làm gì vậy? Phải giải quyết chuyện đó thôi. Ethan, anh đang làm gì ở đây vậy? Anh muốn bị bỏ đói bữa tối sao? Dù tôi có ý này hay hơn. Không chỉ các tù nhân cảm thấy buồn chán, có vẻ như anh chàng Rogers cũng quyết định thử sức với nghề làm vlog. Đăng ký kênh của tụi mình nha. Tôi, Alex Stone, lòng tiếng, Alan Rogers, quản giáo riêng của tôi. Hôm nay là ngày đặc biệt trong nhà giam giàu có. Là sinh nhật của tên trộm Alex Stone. Anh Stone, anh đâu rồi? Anh đây rồi. Dù gì tôi cũng đem bánh cho anh. Mà anh bận rộn với đường hầm của mình tới nỗi không để ý tôi bước vào. Thôi, ít gì thì giờ anh ước đi. Xin lỗi, Rogers. Tôi chỉ muốn hoàn thành sớm kế hoạch đào tẩu của mình. Xong. Chúc mừng sinh nhật anh Stone. Và tôi sẽ đào hầm coi như là món quà cho anh. Nhanh lên, làm nó nhanh lên đi. Nhưng không có lời chúc sinh nhật nào dành cho Ethan nghèo khó. Ôi, buồn quá. Bánh cho mình hả? Cảm ơn nha. Ôi, không, nó được làm bằng đất. Yeah, chúc mừng sinh nhật bạn tù. Tới lượt cậu đào. Đây là quà sinh nhật tệ nhất trong đời. Còn không tự trộm được quà cho mình nữa. Nhanh lên, dàn trai sinh nhật. Đường hầm là quà cho cậu đó. Thả tôi ra, ngay bây giờ. Tôi giàu, tôi có quyền phàn nàn. Đúng, em yêu. 5 năm nữa là anh về nhà. Anh đang làm gì hả? Anh chỉ là đang tắm thôi. Anh Stone, anh bị mất trí rồi hả? Đừng bao giờ hù dọa tôi như vậy nữa. Tôi chỉ đem con vịt cho anh thôi. Giờ thì ra khỏi phòng tắm. Ừ, anh đây. Mấy con vịt. Đó là thứ mình bỏ lỡ. Đợi đã, em yêu. Ồ, đây. Anh lại muốn làm gì hả, Alan? Tôi còn có thứ khác cho anh đây. Đây là bồn tắm bằng vàng. Anh biết cách làm cho tôi vui đó. Lấy ly nước khác cho tôi, nhanh lên. Ethan giàu có, chỉ có thể mơ về một bồn tắm sang trọng cùng với tên giàu như anh Stone giàu có thôi. Chà, anh còn ngồi ở đây hả? Phần nước của anh cho tháng này đã hết rồi. Người tiếp theo. Tôi muốn được tự do. Sòng sắc khốn kiếp này. Anh ấy đâu rồi? Alan Rogers. Tôi đây, chứ anh Stone. Đây là quần áo của anh. Anh đùa tôi đó hả? Tôi không mặc nó nữa. Bỏ nó đi. Ngay bây giờ. Rồi đem bộ quần áo khác tới đây. Được rồi, anh Stone. Theo ý anh. Vậy để tôi giới thiệu cho anh quần áo khác. Bộ đầu tuy đơn giản nhưng là một sự lựa chọn tinh tế. Không, quá đơn giản. Tôi là trộm, không phải ngôi sao nhạc pop. Đổi bộ khác đi. Cái gì vậy? Đồ cũ hả? Kính bảo hộ. Anh tự mà mặc chúng đi nha. Tôi biết anh cần gì. Đây, bộ đồ tự tay Tristiot làm ra. Chắc chắn nó rất đắt tiền. Sao không đưa nó từ đầu cho tôi luôn đi?
Điều đặc biệt luôn ở cuối cùng mà. Tuyệt vời, bước cuối cùng. Giữ phong cách sau song sắt tốn không ít tiền, nhưng đối với người giàu có như Alex thì điều đó không thành vấn đề. Ethan giàu có thì không có tiền để mặc đồ đắt tiền, nhưng trong thâm tâm anh chàng vẫn là người bảnh bao. Anh Jogus, cho tôi cái áo khác đi, lúc nào cũng mặc một cái hết. Của anh đây, giờ thì khác rồi đó. Tuyệt, cảm ơn nha. Phối màu rất thú vị. Không có tù nhân nào sở hữu áo thun có họa tiết độc đáo như vậy. Nhìn người mẫu thời trang đầy hứa hẹn kia. Có vẻ Ethan đã quyết định chọn nghề này sau khi được thả ra ngoài rồi. Tôi có ý này, thử nó đi. Đúng gần nửa tách cà phê. Ồ, một ngày tuyệt vời. Chà, hạnh phúc đối với anh chàng này không nhiều ha. Nếu là ảnh, hãy chỉ thích tấm này. Đừng quên đăng ký nha. Đợi đã, tới lượt mình. Giúp. Ồ, mình đang đùa với ai vậy? Thật vô vọng. Anston, có thời gian không? Chà, cái gì kia vậy? Tới giờ ăn tối rồi. Tốt, anh tự nấu hết chỗ đó hả? Đúng, mọi thứ anh yêu cầu. Món gà thơm quá. Cá trứng muối đủ mặn không? Đủ, rất ngon. Tôi sẽ ăn nó, cảm ơn Roges. Anh có thể đi rồi. Ngon miệng nha, anh Stone. Mọi người đều công bằng trước pháp luật, trừ túi tiền to của anh Stone. Đồ ăn ở phòng giam giàu có lúc nào cũng như mâm cỗ hoàng gia vậy. Lạnh quá, tự đi mà ăn đi. Nhưng cà chua bi thì ngon. Cuộc đời tươi đẹp. Đồ ăn trong phòng giam nghèo khó sẽ hợp hơn với giới tội phạm. Mình ăn no rồi. Mình không ăn nổi món cháo này nữa. Ước gì có một chiếc đùi gà thơm ngon. Nhanh thiệt, cảm ơn nha. Mình đã mơ về nó lâu lắm rồi. Đùi gà ngọt ngào. Có vẻ như giấc mơ của Ethan sẽ mãi mãi là giấc mơ. Thức dậy đi, có bữa tối rồi đó. Chà, cơn đói còn có thể khiến bạn nhìn mọi thứ khác đi. Có vẻ đúng là phòng giam này rồi. Anh có phải là Alex Stone không? Tôi giao hàng cho anh ấy. Không được, tôi phải kiểm tra ba lô trước. Nếu đồ ăn từ nhà hàng phòng giam cho người giàu có bị nhàm chán, thì người đó có thể đặt hàng. Và quản giáo Roges phải đảm bảo tù nhân VIP của mình có được đồ ăn ưa thích. Đồ ăn của anh đây, anh Stone. Khoai tây hả? Cái này cũng là của anh. Cảm ơn. Vậy còn tiền thì... Đây là tiền đơn hàng cộng với tiền bo cho món khoai tây. Wow, anh thật hào phóng. Cảm ơn anh Stone. Ăn ngon nha. Nhớ quay lại đặt hàng đó. Từ giờ anh sẽ là khách hàng thân thiết của chúng tôi. Phần của tôi đâu? Giờ lối ra ở đó. Này Scott, anh có gói hàng. Cảm ơn. Bánh mì tươi, vừa thơm vừa giòn. Anh bạn có muốn chia sẻ không? Bẻ nó ra đi. Đó là cưa sắt hả? Mình sẽ dùng nó cho mục đích đã định. Nếu cậu biết ý mình là gì. Thật là may mắn. Chúng ta bắt đầu thôi. Anh thích cái này chứ, quản giáo. Cậu đang làm gì vậy? Mình cắt bánh mì. Đúng là tấm chiếu mới. Cậu biết mà. Thấy không? Có được không vậy? Cầm lấy rồi cưa đi. Đây là cách đã được chứng minh đó. Các gói chăm sóc cho người nghèo, không phải dịch vụ giao hàng ở nhà hàng. Ồ, cửa sắt của mình. Không thể lấy nó được. Ok. La la la. Không ai thấy gì hết. Đó là chánh án tối cao James Johnson. Đã tìm thấy bằng chứng mới. Alex là kẻ lừa đảo bình thường. Tòa tuyên án, anh ta phải được chuyển tới nhà tù dành cho người nghèo. Đó là tin mới. Alex giàu có, hóa ra không giàu chút nào. Sự sang trọng này không dành cho anh. Cô cần phải vậy không? Vào trong đi. Chào mừng nhà tù mới của anh. Nhưng Roges. Ôi không, người đó cũng ở đây. Stone hoàn toàn không sẵn sàng cho biến cố này. Này cậu. Mình hả? Ngồi gần lại đây. Hy vọng cậu không ăn thịt mình. Chơi gì không? Thật hả? Mình rất thích. Wow, thử đi nè. Có thể tù nhân giàu có chỗ ở sang trọng, nhưng lại thiếu một thứ có giá trị nhất. Đó là tình bạn thật sự.